Sáng ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Khán Đài B, sân vận động Bắc Giang. Tới dự có đồng chí Lê Anh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía chủ đầu tư dự án có ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT. Đại biểu thành phố Bắc Giang, dự lễ khánh thành có các đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đặng Đình Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các nhân chứng lịch sử chứng kiến sự kiện Bác Hồ về thăm Bắc Giang. Tại lễ khánh thành, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả dự án tu bổ tôn tạo di tích quốc gia Khán Đài B, sân vận động Bắc Giang. Đồng chí nhấn mạnh di tích là nơi cán bộ và nhân dân thị xã Bắc Giang, nay là thành phố Bắc Giang, đã vinh dự được đón Bác Hồ hai lần về thăm và nói chuyện. Do đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích là hết sức cần thiết, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trước thực trạng xuống cấp của Khán Đài B, sân vận động Bắc Giang, sau nhiều năm xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho phép phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT lập dự án và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, công trình có diện tích 2.279 m², các hạng mục cải tạo sửa chữa bao gồm biển di tích, cổng, cột cờ, thạch văn, bia đá, tường rào, cây xanh, sân đường, khán đài nhằm bảo vệ lâu dài, phát huy giá trị di tích. Đồng thời lắp đặt bức phù điêu Bác Hồ với cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang và tôn tạo không gian trưng bày để lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang. Công trình được khởi công ngày 8 tháng 10 năm 2023 nhân dịp kỷ niệm sự kiện 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Bắc và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục đề ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, kiến trúc. Công trình hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là địa chỉ đỏ của thành phố Bắc Giang nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung, để nhân dân du khách thập phương đến tìm hiểu, tham quan, tưởng niệm. Đồng thời góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Sau lễ khánh thành, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị thành phố có biện pháp quản lý chặt chẽ, khoa học các hạng mục công trình, phát huy tốt nhất giá trị lịch sử văn hóa của di tích để mãi lưu truyền cho các thế hệ về tình cảm sâu sắc mà Bác Hồ dành cho cán bộ và nhân dân Bắc Giang. Thay mặt nhà đầu tư, ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm vinh dự được lựa chọn là nhà đầu tư tài trợ cho dự án tu bổ tôn tạo di tích, gửi lời cảm ơn các đơn vị phối hợp cùng tập đoàn và các ban ngành của tỉnh, thành phố thực hiện thi công đúng tiến độ. Ông cũng nhấn mạnh, dự án hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là điểm đến văn hóa kết nối các giá trị truyền thống lịch sử, mong rằng công trình sẽ là dấu mốc quan trọng về sự hợp tác giữa tập đoàn với tỉnh Bắc Giang nói chung và thành phố Bắc Giang nói riêng. Tại lễ khánh thành, đồng chí Lê Anh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trao thư cảm ơn cho chủ đầu tư dự án. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tu bổ tôn tạo di tích. Cùng tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tập đoàn TNT đã thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành dự án.